Xin chào bạn, hôm nay Tư Duy Ngược sẽ lần đầu tiên làm một video về review sách trên kênh YouTube này. Và với trải nghiệm của cá nhân tôi, thì đây là một cuốn sách vô cùng đặc biệt, một tác nhân làm thay đổi cuộc chơi. Chúng ta bắt đầu thôi. Nếu như cần cù, chăm chỉ mà thành công, thì có lẽ con trâu, con bò chắc hẳn là phải rất thành công, đúng không bạn? Nhưng mà không, trâu hay bò thì lại không tư duy được như con người để khuếch đại được sự chăm chỉ của chúng. Và đây cũng chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa con người và con vật: tư duy. Vậy thì combo tư duy cộng với chăm chỉ, cần cù thì sẽ bằng với thành công. Công thức này cũng khá chuẩn đó chứ. Cách đây nhiều năm thì Tư Duy Ngược cũng nghĩ như vậy. Cho đến ít năm trở lại đây thì cá nhân tôi đã phải bổ sung vào cho công thức này thêm một phần rất quan trọng nữa để nó chuẩn xác và thực tế hơn. Theo bạn thì Tư Duy Ngược đã bổ sung vào cái gì? Đây, Tư Duy Ngược đã bổ sung vào nguyên một cuốn sách này. Giải mã siêu trí tuệ The Code of the Extraordinary Mind của tác giả Vishen Lakhiani đã được Alpha Book phát hành. Rõ ràng là trên thực tế, bạn có thể quan sát thấy có rất nhiều người dù rất siêng năng và tư chất rất thông minh, nhưng mức độ thành công của họ lại khiêm tốn hơn nhiều so với những người có vẻ như là ít thông minh hơn. Tư Duy Ngược đã thấy có nhiều người tuy rất giỏi giang, làm việc cày cuốc như trâu như bò, nhưng cuộc sống của họ thì lại không được như mong muốn, thậm chí là còn tệ hơn rất nhiều so với những gì mà họ đáng được nhận. Ngay chính tác giả cũng là một người có hai cái chỉ số này thuộc dạng maximum, đỉnh cao luôn. Nhưng rồi, ông cũng phải lên bờ xuống ruộng. Cho đến khi ông bổ sung thêm vào một yếu tố nữa, một yếu tố vô cùng quan trọng, thì lúc này mới bay cao, bay xa được. Yếu tố này chính là thế giới tinh thần. Nghe qua thì bạn thấy là thế giới tinh thần cũng sẽ phần nào đó thuộc về tư duy. Nhưng để rạch ròi và cụ thể hơn thì bạn nên xem hai thứ này tách biệt khỏi nhau. Tư duy thì nó ở một phạm trù nào đó gần gũi hơn với con người, là năng lực làm việc hay khả năng suy nghĩ về một thứ gì đó. Còn thế giới tinh thần thì là cả một cái thế giới, nó xa xôi hơn một chút so với những cái thế giới vật chất mà chúng ta đang sống và âm thầm chi phối con người trong suốt thời gian qua, xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Đây cũng là một yếu tố lý giải cho những sự thành công vượt bậc của những cá nhân xuất chúng của nhân loại. Thế thì, thế giới tinh thần này được tạo dựng nên như thế nào? Để hiểu hơn về nó thì trước tiên, chúng ta sẽ quay về với lịch sử khởi nguyên của loài người một chút. Trong cuốn sách Sapiens, lược sử loài người của tác giả Yuval Noah Harari, khoảng 2 triệu năm trước, có ít nhất 5 đến 10 loài người khác nhau cùng tồn tại trên trái đất. Có những tên gọi và hình dạng như sau. Nhưng theo thời gian thì chủng Homo sapiens đã thống trị và tất cả các loài người khác đã bị tuyệt chủng. Homo sapiens, loài người tinh khôn, là tổ tiên của chúng ta ngày nay. Đây cũng là một cuốn sách rất hay mà bạn nên đọc. Và để lý giải cho sự tồn tại này là nhờ vào sự vượt trội hoàn toàn về cách thức mà chúng ta sử dụng ngôn ngữ với mức độ phức tạp hơn rất nhiều so với các loài khác. Ví dụ như những loài linh trưởng như khỉ hay tinh thì chúng chỉ có khả năng cảnh báo cho đàn khi gặp nguy hiểm bằng cách nói: "Nhìn kìa, hổ." Nhưng tổ tiên của người tinh khôn chúng ta thì đã có thể nói: "Ê, đừng ra sông bắt cá, có con hổ, nó ăn mày đó, ở đây, mai rồi đi." Rõ ràng, hai sự cảnh báo này là rất khác nhau. Khả năng trao đổi thông tin phức tạp hơn, giúp chúng ta sinh tồn hiệu quả hơn, hình thành được bầy đàn có tổ chức hơn, thông báo nhau về các nguồn lương thực, các tập quán thói quen như đốt lửa, kiếm ăn, giúp bảo tồn các loại kiến thức và kinh nghiệm sống được truyền từ đời này sang đời khác. Nhưng cái lợi lớn nhất của ngôn ngữ là nó cho phép ta tạo dựng ra cả một thế giới mới ở trong đầu của mình. Chúng ta sử dụng ngôn ngữ để tạo ra những thứ không tồn tại dưới dạng vật chất, mà đơn giản là chỉ tồn tại trong ý thức của mỗi người, như liên minh, bộ lạc, quy tắc hợp tác giữa các nhóm lớn nhỏ, hình thành nên văn hóa, thần thoại, tín ngưỡng, và rồi lây lan sang những cuộc chiến để chống lại nhau, xung đột nhau giữa các nền văn hóa, thần thoại và tín ngưỡng đó. Chính khả năng sử dụng ngôn ngữ này là một cái game changer, một thứ làm thay đổi cuộc chơi,
đã tạo ra một cuộc cách mạng thực sự, được tác giả Harari gọi là một cuộc cách mạng trong nhận thức, diễn ra cách đây khoảng 70.000 năm. Nói cách khác là thế giới được định hình theo cách mà chúng ta sử dụng ngôn ngữ. Nhà nghiên cứu Jules Davidoff đã có một phát hiện thú vị tại một bộ lạc đặc biệt có tên là Himba ở Namibia. Trong văn hóa của người Himba, không có một từ nào để miêu tả màu xanh dương, nhưng lại có đến 19 từ để miêu tả về màu xanh lá. Ví dụ như thế này, bạn hãy xem hình này. Các nhà nghiên cứu đưa cho bộ lạc này những ô vuông màu và yêu cầu họ chỉ ra hình khác biệt. Với chúng ta thì sẽ dễ dàng chỉ ra màu xanh dương, nhưng với họ thì hoặc là họ không thể chọn được ô khác biệt là màu xanh dương, hoặc là họ phải mất rất nhiều thời gian để chỉ ra hoặc chỉ nhầm sang ô khác. Có vẻ như rất khó khăn với những thứ mà tưởng chừng như hiển nhiên đối với chúng ta. Nhưng khi thay đổi thành tấm hình này, toàn bộ đều là màu xanh lá, nhưng chỉ có một ô có loại màu xanh lá khác với các ô còn lại. Tương tự vậy, lần này chúng ta sẽ khó khăn hơn rất nhiều, sẽ có người tìm không thấy hoặc sẽ chỉ sai. Nhưng với người Himba thì nhanh chóng chỉ ra ô này, dù khác biệt là rất nhỏ. Giờ thì điều là dễ với họ, nhưng lại không hề dễ với chúng ta. Đây là một minh chứng cho việc ngôn ngữ sẽ tạo nên cái mà chúng ta thấy. Ngôn ngữ sẽ định hình cách mà chúng ta trải nghiệm thế giới này. Điều này dẫn đến một câu hỏi rất thú vị là: bạn có thể nhìn thấy một thứ gì đó nếu như không có từ nào để miêu tả nó không? Và thêm một câu hỏi khác nữa: nếu như bạn tạo ra một từ ngữ cho một thứ gì đó, thì có phải là bạn sẽ thấy nó rõ hơn không? Hãy nghiêm túc nghĩ về hai câu hỏi này để bắt đầu từ bỏ đi những từ ngữ làm triệt tiêu bạn, đồng thời bắt đầu thấy được và sử dụng được những từ ngữ mới mà chúng có thể trao thêm cho bạn sức mạnh. Bạn thấy rồi đó, ngôn từ không đùa được đâu, đừng xem nhẹ nó. Tư Duy Ngược đang muốn chia sẻ với bạn cụm từ thế giới tinh thần này, để bạn bắt đầu hiểu nó và thấy nó rõ hơn. Chúng ta đang tồn tại song song trong hai thế giới. Thế giới vật chất bao gồm những thứ có thật tuyệt đối, những thứ ai ai cũng công nhận như đất, gió, lửa, nước, cây cỏ, vân vân. Và đồng thời còn có một thế giới khác của những thứ tương đối đúng. Đây là thế giới tinh thần được con người tạo ra, là điều khiến chúng ta khác biệt so với phần còn lại. Thế giới tinh thần của những ý tưởng, nghi thức, nguyên tắc, thần linh, niềm tin, vân vân. Chúng không phải là những thứ hiện hữu có thể cầm nắm được, nhưng chúng ta vẫn hiểu và công nhận chúng ở bên trong đầu óc của mình, nơi mà những khái niệm như tiền bạc, hôn nhân, tôn giáo, pháp luật đang được tồn tại một cách tương đối, chỉ đúng với một nền văn hóa, một dân tộc hay một quốc gia cụ thể nào đó, và cứ thế được truyền từ đời này sang đời khác. Tác giả gọi thế giới chứa đựng những điều tương đối đúng này là môi trường văn hóa. Đây là một bộ sưu tập siêu khổng lồ, bao gồm những thứ mà tôi đã đề cập với bạn ở trên, giống như những chú cá đang bơi trong một đại dương bao la rộng lớn, nhưng có thể chúng không thực sự biết rằng mình đang bơi trong đó, cũng như không có một sự nhận thức đầy đủ về nơi mà chúng đang bơi. Tương tự vậy thì từ lúc sinh ra, con người cũng đang ngụp lặn trong một thứ môi trường văn hóa mà được tạo ra bởi những thế hệ đi trước. Trong môi trường này có những nguyên tắc thì có thể rất hữu ích cho bạn, nhưng đồng thời cũng có những nguyên tắc khác được sinh ra chỉ để kìm hãm lấy bạn. Và điều đáng nói là hầu hết chúng ta đều giống như bạn cá này, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, nhưng lại hoàn toàn mù loà về những gì mà chúng ta tưởng là chúng ta đã thấy và đã biết rất rõ. Và chỉ có rất ít cá nhân thực sự khám phá ra được sự chi phối của thế giới thứ hai là môi trường văn hóa này. Rõ ràng là thế giới tinh thần này không có thật, chỉ tồn tại ở trong đầu chúng ta, nhưng chúng lại rất thật về mặt vật chất. Ví dụ như, không có một đường biên giới nào được vẽ trên trái đất hết, nhưng con người bằng một cách nào đó đã vẽ chi chít những đường biên giới lên những tấm bản đồ, bằng những hiệp ước, quy ước, tạo ra những dân tộc, quốc gia và những nơi chốn khác nhau, và còn vô số những thứ khác như đã đề cập ở trên. Vậy thì, nếu như con người không tồn tại, thì những thứ này có tồn tại hay không? Ở một khía cạnh nào đó, thì tư duy của chúng ta, theo nghĩa đen, đã góp phần kiến tạo nên thế giới mà chúng ta đang sinh sống. Steve Jobs đã nói về điều này vô cùng thú vị như sau:
Thế giới này được tạo ra bởi những người không thông minh hơn bạn. Khi hiểu được rằng các nguyên tắc không mang tính tuyệt đối, thì bạn có thể học cách tư duy vượt qua giới hạn và sống vượt xa những thứ hữu hạn đã bị môi trường văn hóa áp đặt. Nhận ra rằng thế giới mà bạn đang sống đang thực sự tồn tại bên trong trí óc của mình sẽ khiến bạn muốn trở thành người cầm lái của cuộc đời mình. Nên là hãy tự tin, lái nó theo cách của bạn. Bạn hoàn toàn có thể tạo ra thế giới của chính mình. Hãy nghĩ thật kỹ về điều này. Vậy thì câu hỏi đặt ra là cái môi trường văn hóa mà bạn đang bơi ở trong đó, nó có giúp bạn tiến lên không? Hay nó kìm hãm, đạp đổ đi những tiềm năng mà bạn hoàn toàn có thể thực hiện? Và như đã nói là rất ít cá nhân có thể thâm nhập vào đây. Bởi vì đa phần chúng ta bị kìm hãm bởi một thứ mà tác giả gọi là những cái quy tắc chết tiệt. Bullshit rules, gọi là rules. Trong một báo cáo của tiến sĩ Paul Marsden về sự lây nhiễm của xã hội, có một đoạn kết luận quan trọng như sau. Chúng ta kế thừa và chuyển giao hành vi, cảm xúc, niềm tin và tôn giáo bằng cách lây nhiễm, chứ không phải bằng những lựa chọn hợp lý hay những nhận thức lý trí. Chúng ta nghĩ rằng mình đã quyết định dựa trên lý trí, nhưng không. Những quyết định này phần nhiều dựa vào những điều đã được chấp nhận bởi gia đình, văn hóa và bạn bè của chúng ta. Và dĩ nhiên là bạn sẽ được lợi nhất khi biết nghi ngờ những cái rules này. Trẻ em làm khá tốt trong việc này, nhưng người lớn thì cũng rất giỏi giang trong việc dập tắt sự nghi ngờ và tò mò một cách hợp lý của chúng để tiếp tục tiêm nhiễm và làm chúng tuân thủ theo những cái quy tắc chết tiệt của mình. Đây lại là một sự thật mất lòng khác mà tư duy ngược phải chia sẻ với bạn. Việc bạn học cách nghi ngờ và mổ xẻ những cái quy tắc chết tiệt sẽ là bước đi đầu tiên để hướng đến sự phi thường. Câu chuyện của tác giả vào năm 9 tuổi, có một cửa hàng McDonald's đến mở ở cạnh nhà. Ông đứng từ ngoài nhìn vào là đã thèm chảy nước miếng và luôn thèm khát được cắn một miếng hamburger cho nó sung sướng cuộc đời. Nhưng khổ nỗi là ông lại được sinh ra và lớn lên với đạo Hindu và được dạy là tuyệt đối không thể ăn thịt bò. Never và never. Chọn con tim hay là nghe lý trí đấy? Nên ông liền đến hỏi cha mẹ là tại sao những người khác được ăn thịt bò nhưng Hindu giáo thì lại không được vậy ạ? Rất may là ông có cha mẹ luôn khuyến khích con của mình đặt ra câu hỏi về mọi thứ. Và mẹ ông đã trả lời là sao con không tự tìm hiểu về điều đó? Không biết vào lúc đó ông có được ăn McDonald's không, nhưng vào năm 19 tuổi, ông đã từ bỏ tôn giáo của mình. Tư duy ngược sẽ không tiết lộ nhiều, mất hay, để bạn tự đọc sau ha. Sau đây là một số quy tắc chết tiệt rất phổ biến với cuộc sống của chúng ta. Thứ nhất, mọi người nên có một tấm bằng đại học để đảm bảo thành công. Thứ hai, chúng ta phải làm việc thật chăm chỉ thì mới thành công. Thứ ba, mày không cụng ly là lại không nể anh rồi. Và còn rất nhiều những quy tắc chết tiệt khác về văn hóa, xã hội, gia đình, tôn giáo, vân vân. Và dĩ nhiên là khi bạn muốn đập bỏ đi những cái rules này thì chắc chắn là bạn sẽ bị chỉ trích, đôi khi là bị cô lập, bởi vì bạn đang chọn tư duy ngược và tư duy rời khỏi số đông. Tác giả có rất nhiều lần đập bỏ đi những cái rules này trong hành trình của mình. Trong đó có một điều ông thấy may mắn nhất là về công việc của mình. Ông đã sống với tầm nhìn của ông nội mình trong rất nhiều năm. Khi nghe theo ông nội để theo đuổi nghề kỹ sư phần mềm của tập đoàn Microsoft của tỷ phú Bill Gates. Và dù đã được trúng tuyển vào công ty và là số ít người được trực tiếp gặp mặt và bắt tay với tỷ phú Bill Gates, nhưng chỉ sau 11 tuần, ông bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Ông mô tả điều này như là có một tiếng nói nào đó của linh hồn nó thúc đẩy ông. Vào một hôm thức dậy, ông tự hỏi với bản thân là mình đang làm cái quái gì với cuộc sống của mình vậy cả. Ông đã rất may mắn khi đã thức giấc được chỉ sau 11 tuần. Nhưng có người thì lại phải mất đến 11 năm cũng còn chưa thức được. Rồi đến tuổi 40, 50 thì mới thốt lên được câu nói này. Mình đang làm cái quái gì vậy kìa. Và dĩ nhiên là có cách để bạn không bị mắc phải tình trạng này. Làm sao để thoát ra khỏi được những cái quy tắc chết tiệt? Sẽ có cách để bạn kiểm duyệt các rules này để xem có nên đập nó hay không. Tư duy ngược chưa thể nói cặn kẽ trong video này được, nên nếu ai có muốn đập phá gì thì tự tạo cuốn này về đọc, ngâm cứu rồi bắt đầu đập bớt đi rồi xây lại. Và cũng nhờ vào lần đập vỡ cây đàn này của tác giả mà tư duy ngược được giới thiệu cuốn sách này với mọi người. Hãy nâng cao năng lực tâm hồn của bạn, chịu khó lắng nghe nó
và bắt đầu phá vỡ đi những quy tắc chết tiệt. Như Steve Jobs đã nói, hãy dũng cảm đi theo trái tim và trực giác của mình, bởi vì chúng có mọi câu trả lời dành cho bạn. Chúng biết bạn thực sự muốn trở thành con người như thế nào. Còn mọi thứ khác đều chỉ là thứ yếu. Ngay cả một hòn đá, cành cây, ngọn cỏ cũng có lý do tồn tại và công dụng của riêng nó. Nên chắc chắn là bạn cũng có mục đích sử dụng và lý do tồn tại của riêng mình. Chỉ là vì bạn bị ngụp lặn quá lâu trong những thứ môi trường văn hóa và những cái rules của mình. Và đôi khi bạn còn đang sống một cuộc sống của người khác nữa. Nên là hãy bắt đầu kết nối với những thế giới tinh thần mà bạn cần phải kết nối. Bắt đầu nghi ngờ những cái quy tắc chết tiệt mà cần phải được nghi ngờ. Dẹp bỏ dần đi một vài thứ cũ kỹ, độc hại, rồi gieo trồng ra những thứ mới. Bạn sẽ thấy mọi thứ bắt đầu được thông thoáng hơn. Vừa rồi chỉ mới là sơ lược phần 1 của cuốn sách này, nói về việc nhìn nhận thế giới quanh bạn như nó vốn là, về việc bạn hiểu hơn về môi trường văn hóa và việc nghi ngờ những quy tắc chết tiệt. Đây là một cuốn sách khá phức tạp về những mảnh ghép mà bạn phải tổng hợp lại để có được một bức tranh tổng quan nhất. Phần 2, chúng ta sẽ nói về giao diện của bạn trước thế giới là gì? Bạn chọn niềm tin và giá trị nào để tin tưởng? Bạn từ chối điều gì, chọn học và phát triển như thế nào? Phiên bản mô hình thực tại và hệ thống sống của bạn là gì? Để bẻ khóa được văn hóa, cách làm thế nào để cài đặt lại và nâng cấp những hệ thống phần cứng, phần mềm này lên? Phần 3 sẽ có thiên hướng về tâm linh hơn là logic như hai phần vừa rồi. Nói về việc giải mã thế giới nội tâm bên trong bạn, những người thành công thường áp dụng bẻ cong thực tại vào cuộc sống của họ như thế nào? Một thuật ngữ và một lối sống mà bạn cần phải biết, mô tả sơ lược về nó như sau. Hãy sống một cuộc đời như thể mọi thứ đã được sắp đặt theo cách dành cho bạn. Ariana Huffington đã nói như thế. Bạn sống như thể mọi thứ dường như cứ ăn nhập với nhau. Bạn luôn thấy rằng tất cả đều được xảy ra bên trong tâm trí của mình, do bạn quyết định. Phần thứ tư, trở nên phi thường. Ở phần này, bạn sẽ học cách tạo ra nguyên tắc của riêng mình để thay đổi thế giới. Khi bạn nhận ra rằng mình cần phải thoát khỏi môi trường văn hóa ở phần 1, thì bạn sẽ muốn quay trở lại đó để làm xáo trộn mọi thứ và bắt đầu thay đổi nó lại theo như ý muốn của mình. Tất cả những người phi thường đều phải trải qua giai đoạn này. Không hề dễ dàng, nhưng vẫn sẽ có cách để làm. Phần này sẽ được hướng dẫn cụ thể các bước để bạn hoàn thiện bản thân và đưa mình lên một tầm cao mới. Trong một video, Tư Duy Ngược chưa thể chia sẻ cụ thể cho bạn toàn bộ những phần này, nên có thể sẽ làm thêm video về cuốn sách này và còn một vài cuốn khác về chủ đề này nữa. Bạn nên mua về đọc, nghiền ngẫm, rồi thực hành, áp dụng nó vào cuộc sống. Cá nhân Tư Duy Ngược thì đã thay đổi được rất nhiều thứ, từ niềm tin, hệ thống sống, góc nhìn của mình về thế giới tinh thần. Và cũng rất may là đã đạt được một số thành quả từ đó. Và quan trọng là lái được cuộc sống theo hướng mà mình muốn. Nên Tư Duy Ngược muốn chia sẻ cuốn sách này với bạn và sẽ còn nhiều cuốn sách hay nữa về chủ đề này. Nếu bạn thích thì hãy comment bên dưới cho kênh biết nha. Nếu bạn muốn nhận tài liệu một trang PDF của video này thì sẽ có một đường link ở bên dưới khung mô tả để bạn điền email thì hệ thống sẽ tự động gửi cho bạn tài liệu này. Đây là một tài liệu rất quan trọng dành cho bạn. Đọc tốt là một loại kỹ năng bạn bắt buộc phải có để nâng cao được khả năng tự học và thay đổi cuộc sống. Nếu bạn đang rất muốn đọc nhưng lại lười vì mình đọc quá tệ hay quá chậm thì có thể tham khảo khóa học Smart Reading của Tư Duy Ngược đang có ưu đãi rất tốt dành cho bạn. Bạn có thể xem chi tiết đường link trong khung mô tả bên dưới. Nếu bạn thấy video này bổ ích thì hãy giúp Tư Duy Ngược like, share và comment một điều gì đó nhé. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Chào bạn, có lẽ rất nhiều người đã truyền tai nhau về câu chuyện đầy cảm hứng của Sir Roger Bannister đã gây chấn động làng thể thao thế giới khi ông phá vỡ được cột mốc của thế kỷ là chạy một dặm dưới 4 phút. Nhưng phần hay nhất của câu chuyện thì có lẽ không phải ai cũng biết. Và nếu như bạn cũng chưa từng nghe về câu chuyện này thì đừng lo, xem hết video này bạn sẽ hiểu rõ về nó hơn 90% mọi người. Trước khi đến với vận động viên Roger Bannister thì chúng ta phải đề cập đến một vận động viên khác. John Landy là một vận động viên điền kinh của nước Úc. Ông sinh năm 1930. Vào những năm 1950, ông là một hiện tượng trong làng điền kinh. Tất cả mọi người trên thế giới đều đồng ý rằng ông không chỉ giỏi nhất tại Úc mà còn chẳng thua ai xét trên phương diện thế giới. Vào thời kỳ sung mãn của tuổi 22, ông đạt đến đỉnh cao của sức mạnh cơ bắp khi chiến thắng tất cả các cuộc đua và chỉ còn một mục tiêu duy nhất,
một mục tiêu ám ảnh thế giới điền kinh suốt bao nhiêu năm qua, một cột mốc kỷ lục cần phải được xô đổ mà từ trước đến nay chưa ai từng phá được. Cột mốc 1 dặm 4 phút, tiếng Anh gọi là The 4 Minute Mile. Và nếu có ai đó phá được thì người đó chỉ có thể là John Landy, chứ không phải là ai khác. Trong cuộc đua ngày 13 tháng 12 năm 1952, ông đã tạo ra bất ngờ lớn khi đạt được thành tích 4 phút 2,1 giây. Chỉ còn cách có 2 giây nữa là rất gần ngưỡng kỷ lục rồi. Có lẽ ông là người được chọn để làm điều đặc biệt này. Cả nước Úc đều ngóng chờ ông chinh phục được kỳ tích này. Landy cố gắng thử lại vào tháng 3 và tiếp tục đạt thành tích 4 phút 2,8 giây, vẫn còn cách kỷ lục 2 giây. Ông cố gắng thêm một lần nữa và lần này thì thành tích lại là 4 phút 4,2 giây. Ông tiếp tục thi lại, lần này thành tích tuột xuống hẳn 4 phút 9 giây. Vô cùng chán nản và áp lực trước sức ép của bản thân và sự kỳ vọng từ mọi người. Nhưng ông vẫn tiếp tục tập luyện ngày đêm và thử lại một lần nữa vào tháng 1 năm 1954. Ông lập lại được thành tích 4 phút 2,4 giây, nhưng vẫn còn thiếu 2 giây đó. Dốc hết sức bình sinh, ông thử lại một lần nữa. Cuộc đua vào tháng 2, ông đạt thành tích 4 phút 5,6 giây, vẫn không bỏ cuộc. Ông thử lại vào tháng sau, 4 phút 2,6 giây. Cố gắng cách nào đi chăng nữa, ông vẫn không thể nào phá vỡ được rào cản 2 giây cuối cùng này. 2 giây này vẫn quá xa vời với ông. Rồi ông thử lại lần cuối cùng vào tháng 4 và đạt được thành tích tốt nhất từ trước đến giờ, 4 phút 2 giây. Quá sức tuyệt vọng, có lẽ tất cả là định mệnh. Landy đã cố gắng hết sức, nhưng điều đó vẫn không đủ. Có lẽ ông không có tố chất đặc biệt để phá vỡ được cột mốc huyền thoại này. Ông đã thực sự đầu hàng trước con số 2 giây cuối cùng này. Ông thú nhận điều này với báo chí. Đến giờ thì có lẽ tôi phải thừa nhận rằng cột mốc 4 phút 1 dặm là vượt quá khả năng của mình. 2 giây nghe như một khoảng cách mong manh, nhưng với tôi thì nó như thể một bức tường gạch cao chót vót, chẳng thể nào vượt qua được. Có lẽ kỷ lục ám ảnh này sẽ được ai đó phá, nhưng chắc chắn không phải là tôi đâu. Thế rồi một sự kiện đã xảy ra ở châu Âu, tại nước Anh, vào ngày 6 tháng 5 năm 1954. Một vận động viên điền kinh không quá nổi trội và cũng chưa từng là một nhà vô địch, Roger Bannister, đã gây chấn động làng điền kinh khi trở thành người đầu tiên công phá được cột mốc 1 dặm 4 phút này, với thành tích vô cùng xích sao, 3 phút 59,4 giây. Và kỳ lạ là chỉ 6 tuần sau, cuối cùng chính John Landy cũng đã làm được điều này. Một pha quay xe ngoạn mục, dù mới đây, ông còn tuyên bố là mình đã hoàn toàn đầu hàng. John Landy đã đạt thành tích còn tốt hơn của ông Bannister, 3 phút 57,9 giây. What? 4 giây nhanh hơn thành tích tốt nhất trước đó của chính ông. Mới đây ông thậm chí còn không thể vượt qua được 1 giây. Vậy mà bây giờ ông lại nhanh hơn tận 4 giây. Thật không thể tin được. Vậy chính xác là điều gì đã xảy ra? Chúng ta hãy cùng mổ xẻ cách mà Landy và Bannister đã vượt qua giới hạn này như thế nào, bao gồm 3 điều sau. Thứ nhất, kẻ ngoại đạo. Một sự thật rất thú vị là Roger Bannister chỉ là một kẻ ngoại đạo trong giới điền kinh. Ông vốn xuất thân từ một bác sĩ, nhưng vì đam mê điền kinh nên ông chọn tham gia cự ly tầm trung 1.500m. Vì là một bác sĩ nên cường độ tập luyện của ông chẳng là gì so với những vận động viên điền kinh chuyên nghiệp. Tuy vậy, bên trong mình ông vẫn có một tố chất và một sự đam mê gì đó rất đặc biệt với bộ môn điền kinh này. Thành tích tốt nhất ông từng đạt được ở cự ly 1.500m này là vị trí thứ tư, khi đại diện cho Vương quốc Anh tham dự Thế vận hội Helsinki ở Phần Lan năm 1952. Sau lần dự thi này, ông bỗng nhiên có cảm hứng với việc lập kỷ lục trong cự ly 1 dặm 4 phút, vì nghĩ rằng đây sẽ là sân chơi rất phù hợp với điều kiện hiện tại của mình. Nói về chủ đề kẻ ngoại đạo thì bạn có thể xem về bộ video sáng tạo của Tư Duy Ngược, có riêng một phần rất thú vị để nói về bản này. Thứ hai, hình thức luyện tập. Nếu tìm hiểu, bạn sẽ thấy có hai sự khác biệt rất rõ rệt giữa cách thức mà hai vận động viên này luyện tập. Người Úc rất nghiêm túc trong thể thao, trở thành một vận động viên điền kinh nghĩa là phải dùng sức của mình để chạy hết đường đua càng nhanh càng tốt, không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Và đó chính là khuyết điểm của John Landy. Sau khi Landy phát hiện ra cách thức và chế độ tập luyện của huấn luyện viên cũ sẽ không thể giúp cho ông vươn xa được, nên ông đã chia tay huấn luyện viên và các đồng nghiệp, rồi tự mình lên một chế độ luyện tập cực kỳ khắt khe cho bản thân. Trên đường chạy, ông chỉ có một mình và rất kiên trì tập luyện. Và chính nhờ điều này cũng đã tạo nên thành tích 4 phút 2,1 giây,
trong cuộc đua tháng 12 năm 1952 này. Nhưng mọi chuyện chỉ có vậy khi ông cố xô đổ kỷ lục này chỉ bằng sức của riêng mình. Thì dù ông có cố bao nhiêu, thì bao nhiêu lần cố gắng lại là bấy nhiêu lần thất bại. Trong khi đó, Roger Bannister lại làm được. Bởi vì ông đã làm ngược lại. Ông biết rằng mình sẽ chạy nhanh hơn khi chạy với tâm lý phải đua với một người khác. Nghĩa là khi đó, bạn không cần phải ám ảnh với việc hoàn tất cuộc đua bằng thời gian của mình. Mà khi đó, bạn sẽ dùng những vận động viên khác làm những cột mốc về tốc độ để vượt lên. Có vẻ như John Landy, giống như hầu hết các vận động viên khác, chẳng hề thích ý tưởng đem người khác so sánh với mình. Điền kinh là một bộ môn tác chiến độc lập. Nhờ vả như vậy, có vẻ như chẳng công bằng. Còn Bannister thì rất cởi mở với ý tưởng này. Ông không đóng khung mình vào một bộ quy tắc hay hình ảnh của một vận động viên điền kinh thuần túy. Ông dùng hai người bạn thân là hai vận động viên Olympic làm cột mốc tốc độ để đo nhịp chạy và thời gian cho mình. Chris Brasher chạy hai vòng đầu tiên với tốc độ nhanh nhất có thể. Bannister sẽ cố gắng bắt kịp vận động viên này. Người thứ hai, Chris Chataway, cố gắng chạy hai vòng cuối nhanh nhất có thể. Bannister cũng cố gắng bắt kịp và ở đoạn nước rút, ông sẽ cố vượt qua vận động viên này. Ông cứ luyện tập như vậy. Và đó là cách Bannister trở thành vận động viên đầu tiên phá vỡ cột mốc một dặm dưới 4 phút. 6 tuần sau, tới lượt John Landy phá vỡ kỷ lục của Bannister. Đó là cách một kẻ ngoại đạo đã đánh bại những người chuyên nghiệp trong ngành. Thứ ba, khác biệt ở niềm tin. Bối cảnh thời điểm đó, khi các vận động viên muốn chinh phục cột mốc này, sẽ thường nhận được những cảnh báo từ bác sĩ là quả tim của anh sẽ nổ tung nếu cứ cố chấp chinh phục cái kỷ lục này. Thể chất của con người là bất khả thi để hoàn thành được cự ly một dặm 4 phút. Với phần lớn mọi người, họ biết rằng hàng trăm ngàn năm qua, kể từ khi loài người đi đứng trên mặt đất, làm gì có ông bà nào chạy được như vậy đâu. Với cả ông bác sĩ, ông phán như thế rồi, thì sao phải cố làm gì? Và dĩ nhiên, Bannister cũng là bác sĩ, nên ông phải là người được cảnh báo đầu tiên về những sự nguy hiểm này. Nhưng thực tế là ông đã từ chối tin vào điều đó. Câu nói cửa miệng của ông là: tại sao tôi có thể chạy được 4 phút 2 giây nhưng lại không thể chạy được 3 phút 59 giây? Điều đó thật vô lý. Ông nói thêm rằng: tôi nghĩ là tôi có đủ hiểu biết về y học và sinh lý để biết rằng đây không phải là trở ngại về thể chất mà chỉ là vấn đề về rào cản tâm lý. Chạy bộ không chỉ là câu chuyện về thể chất bên ngoài mà thực tế là nó còn nằm ở bên trong trí óc của bạn nữa. Sau khi ông trở thành người đầu tiên thì 6 tuần sau chúng ta có thêm John Landy cán được cột mốc này. Và tiếp theo đó là hàng chục vận động viên khác bắt đầu xuyên phá cột mốc này. Rồi sau một thời gian thì kỷ lục này của Bannister trở thành một cột mốc kịp dư, tiêu chuẩn cho hàng ngàn các vận động viên khác. Và kỷ lục hiện tại của bộ môn này thuộc về vận động viên này của Maroc, với thời gian 3 phút 43 giây 13 vào năm 1999, sau 45 năm kể từ ngày mà Bannister reset tiêu chuẩn này lại cho mọi người. Vậy có phải là sau phần đó thời gian, loài người đã tiến hóa để chạy nhanh hơn không? Tôi duy ngược nghĩ là có, nhưng chỉ là một ít đến từ sự tiến bộ về thể chất của chúng ta thôi. Còn phần lớn thì lại nằm ở niềm tin, là cái thế giới tinh thần rất quan trọng mà Tư Duy Ngược đã nói trong video review cuốn sách này. Bạn hãy xem lại cách mà John Landy đã xoay chuyển 360 độ, vượt qua được tận 4 giây chỉ 6 tuần sau ông Bannister, trong khi trước đó chỉ có 1 giây đã làm cho ông ám ảnh và hoàn toàn bế tắc. Đơn giản là bởi vì ông đã sống trong hai thế giới tinh thần hoàn toàn khác nhau, ở hai thời điểm khác nhau, chấm hết. Bởi vì khi có một ai đó đã làm được, thì có nghĩa là điều đó có thể đạt được. Và nếu ai đó làm được, thì John sẽ có khả năng làm điều này tốt hơn bất kỳ ai. Bannister đã tuyên bố rằng ông sẽ hoàn thành dưới 4 phút, mặc dù rằng ông cũng đã từng thử sức và thất bại, nhưng ông vẫn làm, vẫn nói và vẫn nghĩ một cách tuyệt đối trong cái thế giới mà ông tin. Toàn bộ lời nói, hành động và suy nghĩ của ông vô cùng đồng bộ và chuyên chú. Còn về Landy, có thể ông nói rằng tôi sẽ là người đầu tiên phá vỡ cột mốc này. Nhưng đâu đó, ông vẫn đang bị vướng vào những lời tiên đoán của y khoa hay những cái khuôn khổ của một vận động viên. Hoặc có thể, niềm tin của ông đã nhanh chóng bị sụt giảm sau vài lần không đạt được mục tiêu của mình. Cả hai người đều đạt được cột mốc 4 phút 2 giây. Nhưng cách mỗi người phản ứng sau đó là hoàn toàn khác nhau. Và các yếu tố tương hỗ này cũng dẫn đến cách tư duy và luyện tập của hai người cũng rất khác nhau. Cho dù bạn nghĩ rằng bạn có thể hay bạn không thể, thì bạn đều đúng cả. Henry Ford. Cá nhân Tư Duy Ngược làm video này
không phải để nói về những đạo lý theo dạng rập khuôn như nếu như bạn nghĩ là bạn làm được thì bạn sẽ làm được. Không, nó không đơn giản như vậy. Mà bài học của Tư Duy Ngược muốn chia sẻ với bạn là hãy cẩn thận với những sự giới hạn ở bên trong suy nghĩ của bạn. Trước đây, khi tôi đặt ra những mục tiêu quan trọng cho cuộc sống của mình mà tôi cảm nhận rằng đây thực sự là con đường dành cho mình rồi, chứ không phải là những loại mục tiêu cao hứng hay hời hợt, thì khi mà tôi chưa đạt được nó thì tôi lại có những cái nghi ngờ, những lời biện hộ việc này chắc không khả thi rồi, mình đặt mục tiêu ảo tưởng quá rồi, vân vân, như John Landy đó bạn. Sau này tôi mới biết rằng tất cả chỉ là sự lựa chọn, là bạn chọn sống trong cái thế giới tinh thần nào thì thế giới tinh thần đó sẽ dần phản ánh ra ngoài thế giới vật chất của bạn. Vậy nên về sau này tôi không bao giờ đặt dấu chấm cho những gì mà tôi đang tạm thời chưa hoàn thành được. Thay vì vậy, tôi sẽ đặt ra những dấu chấm hỏi mở, vì tôi biết chắc chắn rằng gần như tất cả những mục tiêu mà tôi nghiêm túc đặt ra thì nó đều có khả thi, với điều kiện là bạn đừng quá ảo tưởng sức mạnh mà đặt ra những mục tiêu lệch lạc mà chẳng dựa trên một cái cơ sở nào. Vậy nên nếu như bạn chưa đạt được thì đó không phải là vì bạn không thể, mà đơn giản là bạn chưa đủ tốt, hay chỉ là bạn đang làm sai một điều gì đó, hoặc chỉ đơn giản là chưa phải lúc. Có thể cái thời điểm này nó sẽ đến vào một lúc khác mà tốt nhất cho bạn. Tôi sẽ rất cẩn trọng với cái hiệu ứng quay xe này của ông Landy ở bên trong suy nghĩ của mình. Vì vậy mà tôi luôn đặt ra những câu hỏi thay vì là sự biện hộ hay đổ lỗi, và không ngừng hình tượng hóa về mục tiêu của mình để thu hút thêm sự chỉ dẫn, nguồn lực, trí tuệ. Bởi vì tôi hiểu rằng những điều tôi muốn, chúng cũng muốn tôi, cũng tìm kiếm tôi và thu hút tôi đến. Tôi đã đọc được câu nói vô cùng thông thái này. Nó ẩn chứa một bí mật tuyệt đẹp bên trong đó, dành cho bất cứ ai hiểu rõ và nắm bắt được nó. Vì vậy mà tôi luôn có tâm thế cởi mở rằng tôi ở đây, waiting for you, và luôn sẵn sàng để học hỏi và tiếp nhận thêm, để chúng ta được xích lại gần nhau hơn. Bạn hãy nghĩ về cái cách mà hàng ngàn vận động viên vượt qua cột mốc 4 phút khi mà ông Bannister đã làm được. Có phải là loài người đã tiến hóa mạnh mẽ hơn về thể chất để chạy nhanh hơn không nhỉ? Không, đó chỉ đơn giản là vì ông Bannister đã tạo ra một thế giới tinh thần mới trong niềm tin của mọi người, đúng không bạn? Ông John Landy sống theo đó, và sau 6 tuần, ông đã nhanh chóng làm được, và hàng ngàn người theo sau cũng như vậy. Những người tiên phong là những người có thể sống ở cùng lúc cả hai thế giới, hiện tại và tương lai. Họ sẽ không vì sự dao động hay sự rung lắc của thực tại mà từ chối đi những lý tưởng và tiềm năng trong tương lai của họ. Sẽ như thế nào nếu ông Bannister không phải là một người tiên phong? Vậy thì chắc chúng ta sẽ phải chờ đợi một người nào đó khác, hay thậm chí là sẽ rất lâu, hoặc xui rủi thì sẽ không có người nào để chinh phục được cột mốc này. Tương tự vậy với những phát minh vĩ đại như anh em nhà Wright hay Henry Ford, vân vân. Làm người tiên phong không hề dễ tí nào. Nhưng ở đây, Tư Duy Ngược không nói bạn phải trở thành người tiên phong, mà trước hết hãy trở thành người có sự tự tin và niềm tin vào các cuộc sống mà bạn đang hướng đến, dù cho thực tại của bạn có đang xa vời như thế nào với cái tương lai mà bạn muốn. Ý nghĩ của chúng ta sẽ tạo hình cho thực tại, nên đừng để những sự vô thức hủy hoại bạn. Hãy kiểm duyệt lại thế giới tinh thần bên trong của mình về những sự phán xét, đố kỵ, ích kỷ, sự bất khả thi, sự nghi ngờ, hay gọn chung lại là những cái quy tắc chết tiệt nào đó, vân vân. Đây là những thứ tôi thường xuyên quét dọn và đào thải, bởi vì tôi không muốn phải trở thành một phiên bản Landy số 1 để rồi phải mất thời gian để đi quay xe. Lằn ranh này trong tâm trí của bạn nó rất mong manh và hơi khó để diễn tả. Hãy cảm nhận những điều này theo cách của riêng bạn nha. Đó là thông điệp mà Tư Duy Ngược muốn gửi đến bạn. Còn để trả lời cho câu hỏi rằng ước muốn bạn đặt ra có quá mù quáng hay không, khi nào nên dừng lại hay thay đổi mục tiêu, thì câu trả lời dành cho bạn là bạn cứ bước lên con đường hướng đến đó đi. Bạn dự định là đi từ A đến Á, nhưng sau một hành trình, khi có thêm kiến thức, nguồn lực, sự gợi ý, sự trợ lực, vân vân, thì các tác nhân này hoặc có thể sẽ củng cố cho điểm A của bạn, hoặc sẽ gợi ý ra cho bạn những điểm đến tuyệt vời hơn rất nhiều so với cái điểm A mà bạn muốn. Cá nhân Tư Duy Ngược đã trải nghiệm được điều này. Nếu bạn cứ bắt đầu đi và lắng nghe con tim của mình, thì bạn sẽ dần tự trả lời được cái thắc mắc này, chứ không thể nào có một câu trả lời cụ thể cho câu hỏi này được. Và có thể là bạn đang thắc mắc giữa Bannister và Landy, ai mới là người nhanh hơn? Thì chúng ta sẽ quay trở về 68 năm trước,
vẫn là năm 1954 tại Vancouver, Canada. Hai người này đã tranh tài trong đường chạy được mệnh danh là cuộc đua của thế kỷ. Sau đây là diễn biến. Ngay từ lúc khởi đầu, Landy đã nhanh hơn thấy rõ. Có những lúc ông bứt phá dẫn trước Bannister đến 10m. Ông đã kể về chiến lược của mình như thế này: chiến lược của tôi là bắt tốc càng nhanh càng tốt và làm cho Bannister đuổi theo trong kiệt sức. Nhưng Bannister lại có một chiến lược khác khi ông biết rằng ông khó có thể so với Landy về tốc độ, nên ông đã dùng Landy làm cột mốc tốc độ của mình. Bannister đã mô tả rằng: tôi hình dung như có một sợi dây mảnh co giãn giữa hai người. Nó giữ cho tôi không bị tụt lại. Tôi sẽ cố gắng không để sợi dây này giãn ra quá mức. Và rồi tôi sẽ từ từ cuộn sợi dây đó lại và vượt qua anh ấy. Ở vòng chạy cuối cùng, Landy đã ngoái nhìn qua vai để kiểm tra xem Bannister tụt lại đằng sau bao xa. Ồ, nhưng đó là một sai lầm chí mạng, vì ông đã nhìn qua sai phía. Và Bannister đã chớp thời cơ, bứt tốc vượt qua bên phía vai còn lại và bắn vào đích. Đó là bước ngoặt trong cuộc đua thế kỷ giữa hai người nhanh nhất hành tinh, đại diện cho cả sức mạnh tinh thần và sức mạnh thể chất. Và dĩ nhiên là cả hai đều cán mốc dưới 4 phút. Và sau này, John Landy tiếp tục phá sâu cột mốc 4 phút một dặm thêm 3 lần nữa. Bằng cách đó, ông đã ghi tên mình vào lịch sử điền kinh như một trong những vận động viên vĩ đại nhất. Cũng giống như Landy, điều tất cả chúng ta thực sự phải vượt qua chính là trí óc của chính mình. Giống như Bannister, đôi khi chúng ta cần phải có một cột mốc tốc độ để vượt lên. Câu chuyện của ông đã truyền cảm hứng cho rất nhiều thế hệ. Hy vọng là nó có ích với bạn. Bạn có thể tham khảo những cuốn sách của tác giả Dave Trott. Ông là một tác giả rất cá tính và rất nhiều chuyện. Nhiều câu chuyện ngắn sáng tạo và vô cùng thú vị sẽ tạo ra cho bạn nhiều nguồn cảm hứng để thay đổi. Nếu bạn thấy video này bổ ích thì hãy giúp Tư Duy Ngược like, share và comment một điều gì đó nhé. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.